天突然下起了雨，我不会避躲，因为我知道有一个人会守护着我，就算有一天彗星突然撞向了地。Cuộc sống khủng khiếp ở ký túc xá cuối cùng cũng bị phơi bày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Bí ẩn, chuyên cập nhật những video nóng sốt nhất hiện nay. Các bạn thân mến, cuộc sống sinh viên vốn là đề tài thu hút được nhiều sự quan tâm của đông đảo mọi người. Những câu chuyện xoay quanh nếp ăn, nếp ở, cách ứng xử hàng ngày giữa sinh viên với sinh viên là những điều hết sức gần gũi mà mọi người dễ dàng tìm thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Có một vấn đề nhiều bạn trẻ mắc phải khi đang ở cùng bố mẹ lại chuyển ra sống tập thể ở ký túc xá, chưa thể sắp xếp một cách ngăn nắp không gian sống của mình hay dễ bất ngờ trước những nhiều điều mới mẻ. Video này sẽ phơi trần sự thật về cuộc sống ký túc xá các bạn nhé. 1. Vấn đề vệ sinh. Sẽ chẳng có gì nếu bạn ở cùng phòng với những người bạn có ý thức giống bạn. Tuy nhiên, hãy luôn sẵn sàng tâm lý, bạn sẽ gặp những người bạn không được sạch sẽ. Chuyện ăn ở thiếu vệ sinh, vô tổ chức trong ký túc xá không chỉ xuất hiện ở các bạn nam xề xòa, mà nó còn diễn ra với các cô gái có bề ngoài chỉnh chu. Mới đây, một bạn trẻ giấu tên đã chia sẻ những hình ảnh về lối sống thiếu vệ sinh bên trong ký túc xá nữ tại Hà Nội, khiến người xem phát hoảng. Chuyện là cô gái đến phòng bạn mình chơi, cô ấy đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể tệ hơn. Cô gái hỏi, theo bạn ấy có xinh không? Trong vẻ ngoài có sáng sủa không? Người bạn ở chung chẹt một tiếng thở dài. Xinh thì cũng bình thường, nhưng đi đâu nhìn thì cũng sạch sẽ. À, nó nhỏ nha, có hôm nó đi chơi với bạn trai, tắm xong nó đem đồ tớ phơi ngoài hiên vào lau, tớ chửi thì nó không nói gì. Một trường hợp khác xuất hiện trên một diễn đàn rất đông thành viên, hình ảnh góc giường ngủ của một nam sinh viên đang nhận về rất nhiều sự quan tâm. Thằng bạn mình là sinh viên đại học, đây là chiếc giường mà nó ngủ ở ký túc xá gần 4 năm nay. Cái vết ố trên tường là nước mũi bẩn thỉu mà nó đã dây ra hơn suốt 3 năm. Dĩ nhiên nó xem như là thành tựu đáng tự hào, gặp ai cũng khoe. Chủ nhân bài đăng ngán ngẩm khi kể về một người bạn. Nhìn ảnh, nhiều người có thể dễ dàng nhìn ra các mảnh tường đã ố vàng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, chăn màn đều nắm mốc, thậm chí cấu bẩn. Tuy nhiên, một ý kiến trái chiều khác, một bạn chia sẻ về việc này cho biết: ở tập thể phòng đông chúng tôi ghét đứa nào quá sạch sẽ, hơi tí là cấu kỉnh, đứa sạch thường khó tính khó chịu. Cũng đúng các bạn ạ, ở chung thì trăm cái khó mà, ở bẩn quá hay sạch quá cũng có thể gây áp lực cho nhau. Mong là các bạn sẽ lựa chọn được những người bạn ở cùng phòng phù hợp nhé. Vấn đề nét na. Hiện nay dường như quan điểm về quan hệ tình dục trước hôn nhân thoáng, nên nhiều bạn trẻ dễ yêu trong khi còn là sinh viên. Có nhiều trường hợp còn vô tư mang bạn trai, bạn gái vào phòng ký túc xá để yêu, gây nhức mắt người cùng phòng. Dù bị phản đối kịch liệt, nhưng hết lần này đến lần khác, các bạn lại lợi dụng những dịp nghỉ dài ngày, trong phòng không còn ai, hoặc tranh thủ những khoảng thời gian bạn cùng phòng đi vắng để dẫn bạn trai, bạn gái về phòng. Rồi một ngày bị ban quản lý phát hiện đưa bạn về ở mấy ngày trong ký túc xá, vi phạm quy định của ký túc xá nên bị đuổi khỏi ký túc xá. Hay một trường hợp khác, một cậu bạn thường xuyên dẫn bạn gái về phòng ký túc xá ngủ lại qua đêm, với tần suất ngày càng tăng. Cuộc sống của mọi người trong phòng bắt đầu bị đảo lộn vì các con gái ở chung. Mọi người trong phòng luôn phải giấu ban quản lý ký túc xá, cửa phòng luôn phải đóng chặt, phải chứng kiến cảnh cô gái phơi những chiếc đồ lót trong phòng vì không dám phơi ra ngoài hiên sợ bị phát hiện. Mặc dù sống trong môi trường tập thể, nhưng nhiều sinh viên vẫn hồn nhiên, vô tư mang người yêu về phòng ký túc xá qua đêm như chuyện bình thường. Những người bạn cùng phòng thì tỏ ra e ngại, khó chịu khi chứng kiến cảnh âu yếm, tâm sự quá lố này. Có phải chăng sinh viên đang quá buông thả mình trong quan hệ nam nữ? Thành năm mới chào bác. Đúng luôn không? Ba, chuyện ma ký túc xá. Chuyện có ma ở ký túc xá là một câu chuyện muôn thuở. Có bạn nào nhặt môn bằng việc nghe các tiền bối anh chị kể cho một đống chuyện ma ở ký túc xá không ạ? Cảm giác của các bạn như thế nào thì nhớ chia sẻ cho Top Bí ẩn các bạn nhé. Ký túc xá xây trên nền một bãi tha ma, hay trước đây là trạm xá, bệnh viện. Ở đây từng có người nhảy lầu tự tử, treo cổ chết, sẽ là những câu quen thuộc mà các bạn sẽ được nghe. Khi nộp đơn vào ký túc xá thì các bạn không được chọn phòng,
Nếu may mắn thì sẽ được xếp vào những phòng rất bình thường. Còn trường hợp còn lại thì hơi đau tim vì không phải phòng nào cũng như phòng nào và không phải cái giường nào cũng như cái giường nào. Có những cái giường nó còn bị ma ám. Có một bạn kia mới vào ký túc xá, mấy đêm liền đều mơ thấy một chị đứng ở đầu giường, đem chuyện kể cho mấy chị trong phòng nghe, tả lại hình dáng, đặc điểm của chị ấy. Thì được các chị cho xem một tấm hình, trong hình đúng là cái chị hay đứng ở đầu giường. Chị ấy vốn cũng ở ký túc xá, nhưng bị bệnh nặng nên mất rồi. Giường bé đó đang nằm là cái giường chị ấy nằm lúc trước. Và hôm đó cả phòng lặng lặng, mùi nhang đèn, trái cây về cúng. Vì ký túc xá mình, các thầy cô không tin vào chuyện ma quỷ. 4. Những cuộc nhậu vô bờ bến. Vui uống, buồn uống, có học bổng uống theo anh em, không có học bổng uống chia sẻ với những thằng cùng cảnh ngộ. Tìm được người yêu mới thì uống chúc mừng, chia tay bồ thì bạn bè đi uống chia sẻ nỗi buồn. Không có người yêu chiếm hữu độc thân, nâng cốc dốc bầu tâm sự. Cùng là sinh viên, nhưng sinh viên giàu nhậu một kiểu, sinh viên nghèo nhậu một kiểu. Ít tiền, không có khoản nào bù đắp, 100% là tiền bố mẹ cho, nên sinh viên nghèo toàn đi nhậu lai rai ở vỉa hè. Chuyện học hành theo kiểu nước đến cổ mới nhảy là bệnh kinh niên của sinh viên bao thời nay, không riêng gì những sinh viên hay đi nhậu. Thế nhưng, có những chuyện vì nhậu mà vui quá chừng đã dẫn đến những thiệt hại hoặc nguy hiểm. Đầu tiên là về sức khỏe, hầu hết những sinh viên hay đi nhậu đều thừa nhận. Sau mỗi lần say, đầu óc mệt mỏi, cơ thể rã rời. Ý đài dám chắc rằng những chai rượu được quảng cáo là nếp quê kia có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhưng sinh viên vốn rất chủ quan, mắt không thấy thì không lo, nếu uống vào mà chết thì cũng chẳng đến lượt bọn mày uống nữa. Bàn nhậu của một anh chàng chuyên uống loại rượu này cười khè khè cho biết. Trong khi đó, chính anh chàng cũng đã từng bị ngộ độc rượu sau một lần đi nhậu, mặt mũi sưng vù, người nổi từng tảng ngứa trên da. Những cuộc nhậu thời sinh viên quả thật sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ sau này, nhưng cũng đừng quá trớn mà ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như kết quả học tập các bạn nhé. Bằng hoạt động thể thao, đá cầu, bóng rổ, tập võ, bóng chuyền, nhiều bạn tụ họp thành từng nhóm, ngồi tám chuyện với những gốc cây, dưới cột đèn, với chiếc guitar, những gói bim bim, nước ngọt. Một nhóm sinh viên đang tổ chức sinh nhật cho bạn cùng phòng, một bộ phận không nhỏ thì giải trí bằng game các bạn ạ. Sự phát triển mạnh mẽ của game online đã mang lại cho nhà cung cấp game những khoản thu khổng lồ. Kéo theo đó, các quán game mọc lên như nấm bao quanh các trường đại học, cao đẳng, ký túc xá, khu trọ đông sinh viên. Nếu như cả phòng đồng lòng chơi game thì không nói, nhưng nếu có một bạn đang học bài hay cần ngủ sớm để đi học, đi làm thì việc này sẽ cực kỳ phiền toái. Tìm tới một quán internet, dù đã muộn nhưng vẫn có hàng chục sinh viên đang ngồi cày game miệt mài. Bên trong, hàng chục thanh niên say sưa dán mắt vào màn hình với những trò game online, trò chuyện trên Facebook, xem phim. Có người gục hẳn xuống bàn phím ngủ, có người ngủ mê mệt trên những chiếc ghế xếp vào nhau được kê ngổn ngang trong tiệm. Người ta thường nói, trẻ không hư, già đổ đốn. Mình đùa thôi. Thật ra mình nghĩ sinh viên thì không nhất thiết cái gì cũng hoàn hảo. Nếu không sai thì có lẽ không phải là tuổi trẻ. Các bạn có thể thử, nhưng hãy biết dừng đúng lúc để dung hòa với mọi người. Ngoài ra, hãy học tập nhiều hơn ở giai đoạn này, từ nhà trường và từ đời sống thực tiễn các bạn nhé. Dù sao thì sống trong ký túc xá cũng chính là một trong những niềm vui khó quên nhất của đời sinh viên. Chắc chắn những niềm vui ký túc xá và những người bạn thời sinh viên sẽ tô màu cho cuộc sống và cộng cho các bạn vô số điều thú vị trong quãng đường đại học phía trước. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông cho tất biết động để nhận thông báo mỗi khi có video mới nhất nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Bye bye.